con ngữ. Ủa, hàng khủng. Hàng khủng. Trời ơi, nó gấp đôi, con này đại học rồi. Viên lại vậy, để em viên. Chào cho em cái kéo qua anh đây. Em xử rồi. Quá dữ rồi. Cầm mấy cái. Em này cầm lên. Nè mọi người, đây cả nhà ơi, cần cảnh lên cả nhà. Đó. Đi dính câu. Trời ơi. Đây chắc không cắn gì đâu ha. Bắp vô. Đây cả nhà. Cái nó bự chưa? Em cắt cho sâu vô bên kia đi. Cắt sâu cũng nhỏ bên kia đi. Đây cả nhà. Nó cũng dài một khúc luôn. Ở đây ngon nè. To luôn á. Quá sướng rồi. Đó, mọi người thấy không? Thấy con cua à? Phèo phèo rồi lấy cái ấy đó, phèo phèo nhẹ nhẹ cho nó rung lên nha. Đó. Đây nè, quá dữ. Đây. Cái con ốc hồi nãy nè các bạn. Mình tạm gọi nó ốc gai nha. Không biết có đúng không, tí về rửa coi thử. Ủa trời. Quá trời luôn. Một ổ luôn các bạn ơi. Đó. Không phải, bà kia. Bà kia. Ui con gì? Bà kia. Bự quá. Tôi xuống với anh rồi đó. Ui. Cái đây. Được không? Ui, con to không? Con gì vậy? Ui. Gì vậy? Từ từ. Ui. Trời ơi, chạy hết rồi. Thành. Quá dữ rồi. Thứ luôn cả nhà. Cái này là con cúm nè. Con này thì cực kỳ ngon. Mà nó cắn một cái thôi trời gầm chưa nhả luôn. Mấy anh em đang xúm lại nướng cả nhà ơi. Nướng có than, có thúng đồ nướng cho nó sướng sướng. Xin chào tất cả cả nhà. Chào cái gì đây không biết. Góc này nó đẹp trai chút chứ nhờ. Hôm nay mắt kém quá. Xin chào cả nhà thân thương. Hôm nay thì rất vui gặp lại các bạn trong chương trình Muốn ăn phải ăn vô rừng. Hôm nay thì các anh em của mình hôm nay sẽ có một trải nghiệm mới. Đó là đi bắt cá thòi lòi. Các bạn biết thì cá thòi lòi ở vùng nước mặn rất là nhiều. Con mắt nó rất là thòi lòi nên người ta gọi là cá thòi lòi đó các bạn. Thì đây, hôm nay chúng ta sẽ có những chiến hữu đặc biệt đây. Toàn trai xinh gái đẹp không? Rồi, xin chào tất cả mọi người. Đấy, đây là Hiếu Lăng Tử. Ê, tên gì đây? Em Thiên. Thiên là Bách trời. Thiên, đây, em của Út Què. Đây là gần gũi vlog nha các bạn. Hôm nay thì mấy anh em mình sẽ chơi trò gì anh Hiếu? Thì cá thòi lòi thì lúc trước anh em mình cũng có làm vài clip là chỉ là mua thôi đúng không? Dạ. Thì hôm nay anh sẽ dẫn em trải nghiệm chính tay mình sẽ bắt con cá thòi lòi như thế nào. Bắt dữ rồi. Với lại mình coi cái cực khổ mà cái người dân người ta bắt á. Dạ. Coi nó cực khổ. Gian nan như thế nào để được có được con cá đó. Đó, hôm nay anh em mình sẽ trải nghiệm đi câu cá thòi lòi về làm cái món ăn gì đó ha. Dạ. Dạ, đồng quê. Thì bây giờ chắc là trời cũng đã nắng lên rồi anh. Hôm không biết là nước đã xuống hết rồi đó. Nước xuống rồi. Bữa nay thì mình câu ngon á, nước nó tới chiều nó mới dạ, lớn. Tới chiều. Giới thiệu cho mọi người đây. Giới thiệu cho mọi người. Cá thòi lòi chỉ có đơn giản, một cây kéo cắt nhỡ. Tôm. Đây là cái màu tôm hồi nãy mình đã quay cho các bạn coi rồi đó. Đó, cắt khúc nhuyễn ra. Cái này thì cắt khúc nhuyễn hồi nãy rồi mình cũng đã quay cho các bạn coi rồi. Đây, thì đây mình sẽ có là bao nhiêu chiếc lưỡi anh nhờ? Hồi nãy là tôm 30 lưỡi. Rồi, hết 30 lưỡi. Hết gần nữa, anh Hiếu anh đi tới đâu là hết cá nữa. Kiểu này là chơi tặng việc hết gần luôn rồi đó. Mà cũng chiên trời cá nước cũng hên xui anh Hiếu ha. Ồ, nhiều khi cắm nó bị sảy chứ không phải là cắm có đâu. Đây, thì cái này á thì nó rất là tiện. Lúc trước làm gần câu mà mình bỏ vô đây nè, hồi con cá rồi á. Nó dối tùm lum mà, cho nên cái lưỡi này nè mình sẽ kiếm cái cành cây này mình cột luôn. Có dính mình lấy keo nhấp bắt xong. Quá sướng hả? Không, đây nè, nhấp nè. Đó. Thấy chưa? Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đi tìm hang và cắm câu thôi. Bây giờ sẽ vô rừng ha. Cái điểm này là cái điểm mới luôn á mọi người. Đúng rồi, cứng mới luôn á. Giới thiệu cho mọi người là ở đây là cái điểm mới mà ngày hôm nay là cái điểm này anh em mới khám phá lần đầu tiên luôn. Mới khám phá. Đây là rừng Cà Mau, quê hương Đồng Tháp á các bạn. Cái điểm này còn zin luôn á. Thành phố Quảng Nam Sài Gòn đó. Rồi bây giờ mình chắc là sẽ lên giường chứ anh ha. Lên đường nó lậu. Lên đường. Ok. Lên đường. Lên đường thôi. Đây, đưa vỏ đây. Mang bóc này vô. Rồi, mấy anh em mình sẽ lên giường với nhau thôi. Mấy em theo chế. Ghê vậy anh. Ủa cái xe đó mấy anh lấy chìa khóa ra chưa? Hả? Chắc chưa. Tôi để nó nhặt á. Để đi, có gì nó lấy nó bẻ khỏi hương phải hay lụm. Trời ơi.
con trai dữ lắm rồi đó. Đây, nay tôi mặc bộ đồ Mario này các bạn. Cái này là giống như là cái nhớ là cái coi chơi nấm á. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Mario á. Đúng rồi. Super Mario. Quá dữ. Super Mario rồi. Bây giờ anh em mình sẽ xuống cái đoạn này đi lại đằng kia. Đi lại chiếc xe đằng kia. Ok. Giờ chắc vô đây ha. Vô. Rồi cái này có lúng không nữa. Rồi cái này đi. Lúng rồi quốc đại lên ơi. Trước cũng lúng mà sau cũng lúng thôi. Mình em đi trước đi. Có gì té trước. Đi sau tôi té sau giống gì á. Cái này đã lúng. Bây giờ mình sẽ vượt qua trứng ngại vật này đi. Đây trứng ngại vật. Tính ba này đùa yếu mà. Đây là trứng ngại vật mình. Thôi con. Bỏ thằng này đi giờ đây đi đạp luôn. Này đùa yếu thôi con sống đi hoài gì. Chưa đâu em. Mới chỉ có bắt đầu thôi. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Em thấy cái hang gì không? Nó mới vừa lết đây. Qua cho mọi người xem đây. Đây. Hang này hả anh? Không, hang này. Hang này nè. Đây. Em cảm thấy là em không bước được bước chân nào nữa rồi. Ôi trời ơi, tay hán luôn rồi. Tay hán luôn rồi. Đây. Đây là cái hang đầu. Đây các bạn. Đây bây giờ mình sẽ móc như cái mình câu cá vậy đó. Ai cô. Đó. Anh Hiếu. Nó móc cục mồi. Bây giờ đây nè, đây nó có một cái rễ rễ đước, mình sẽ buộc cái đó luôn. Đây nó có một cái rễ này. Bây giờ anh Hiếu anh sẽ cột vào trong này nha các bạn. Rồi sẽ bỏ vào trong cái lỗ này. Không có bỏ lỗ à, bỏ miệng ha. Đây dạ. Miệng chiếc lá. Đây, chiếc lá kỳ diệu. Cũng phải bỏ dĩa bỏ đồ nó mới chịu anh. Đúng rồi, sạch sẽ để nó mang bên cá này. Sẽ nó dặn á. Bây giờ ta nói. Rồi. Đây là bữa trưa, tôm hùm anh ca lên ăn nó mấy má. Rồi, lên đường thôi. Lên đường. Tiếp tục các bạn ơi. Đúng là trải nghiệm cái này mới thấy được là cực khổ, người ta cực khổ với bắt được con cá thò lòi cho mình. Nên vì thế mỗi lần mình ăn cá thò lòi mình phải trân trọng, mình ăn luôn xương. Ở đây lúng quá, lúng cá háng rồi. Má ơi, ở lúng cá háng này sao đi. Thở hơi ra luôn á. Trời ơi, anh ốm mà lúng tới ngã ba luôn. Mình đi lên cái đoạn trên đi. Bác Huy là tới luôn rồi. Rồi, tới háng luôn rồi. Tới háng luôn rồi. Thôi ra bác Huy coi đó đi. Đây đây, cho ta nắm đi. Dạ đâu, em có cái cây. Trời ơi, cái cây đó làm gì? Cầm cái cây này chống là đi được. Quá lúng rồi. Mệt không em? Gì mà mệt chẳng lẽ lét. Không mệt đâu. Trời ơi. Hết máu rồi. Bỏ này vô đó giùm em. Tí cần lấy. Chết tôi rồi. Mới đi coi. Hết máu rồi. Mới có được. Chưa được nửa chặng đường mà hết máu luôn rồi. Rồi, đi gì nó cạn thôi. Dạ. Đang cố gắng tới cái hang chỗ anh Hiếu đang đặt lỗ rồi các bạn. Nó tới chiều tới không? Nó quá lúng rồi. Qua nhìn dấu chân nè. Mấy chứ mọi người cũng thông cảm cho Duyên. Tại Duyên hồi đó giờ ở thành phố không à. Cái này là lần đầu tiên mà. Lần đầu tiên luôn anh. Bởi vì còn khó lắm. Tại vì độ này phải quen. Không phải mệt lắm. Mới ban đầu tới tháng luôn á. Mới ban đầu anh lội cũng mệt chứ lắm mà từ từ nó quen. Chứ mới lần là trời ơi lội thở như chó luôn. Chịu không nổi hả? Mình tiếp theo mình đây anh, đúng rồi, mình sẽ làm cái mẫu vật này nè. Đây thấy có cái dấu gì đây? Đây nè, cái dấu lên đây nè. Lên à, đây này có dấu lết đầu này như cũng có đó. Đây mình sẽ cái kiếm cái nào cứng đó mình sẽ dạ. Vô đây không vô mình kiếm cái lá cây mình để cho nó dễ thấy. Dạ đó rồi gì vậy thôi tầm khoảng nửa tiếng 40 phút cái nào im im á nó sẽ bò lên nè. Mình được. Sẽ đặt cục mồi ngay cái hướng nó đi ra vô coi. Đúng rồi. Rồi. Tiếp tục lên. Dạ, tiếp tục tới mình sẽ đi tìm những cái lỗ khác và mình đặt vô nha các bạn. Các bạn đợi xíu nha, đừng rời màn hình. Nếu thấy cái video này thú vị, các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy anh em mình nha. Sau khi đặt những cái bẫy cá thò lòi xong thì bây giờ anh em mình sẽ quyết định đi qua nhánh bên này để bắt cua nha các bạn. Có con cua nè. Từ từ ông Thăng. Tôi đang. Đúng hả? Dưới này đi khỏe mà. Ở dưới này khỏe hơn. Đây, tôi tới với mấy da đây. Mình nên bám vô mấy cái này ha. Đừng có sợ. Có gì đâu. Đây. Nè. Có gì không? Có gì không? Bắt được con cua rồi. Đây nè. Nó ra tới ngoài này nè. Quá dữ rồi. Đây nè. Đây nè thấy không? Con gì bự quá vậy? Con này con cua đá. Lần đầu tiên tôi thấy luôn á trời.
đây nè, cho coi miếng được không? Đây nè, nó cắn không? Nó kẹp á, con này nó kẹp là chài gầm không nhả đó. Cua này người ta bán 100 mấy ký, 178 mày đó. Đây là con đầu tiên mà bác Quy bắt được các bạn. Mình đây không biết hình dáng nó sẽ như thế nào nữa. Đây nè, coi chừng á nè. Cầm sao đây, cầm vậy. Nó hiền lắm, thì đó. Nó hiền mà nó kẹp hả? Ừ, mà nó ít kẹp lắm, nó mà kẹp là xác nhận á. Đây cả nhà, con này nó có màu đen hả anh hay là màu tím đây? Ông nói vậy đó, nó màu đen đen. Nhìn dễ thương quá. Ừ. Bỏ túi hay gì đây? Bỏ đại vô quần đi. Thôi không dám đâu. Đây các bạn ơi, đây là cảnh của rừng đước, nhìn rất là hùng vĩ luôn. Cái gốc đó rất là to. Gốc này nếu mà các bạn nào có răng á, có thể về muối chua ăn ngon. Mình nghĩ vậy. Nè, ta thường đã bẻ này nè. Vì ta muối chua ta ăn. Viên, lại quay con cua thực tế cho mấy mọi người có xem. Hả? Có nè. Đây. Quay con cua cho mọi người xem. Tôi đến đây. Nó nằm ở bên trong đó, thấy không? Đó, mọi người thấy không? Thấy con cua không? Được, khuyệt khuyệt rồi, lấy cái ấy khuyệt khuyệt nhẹ nhẹ cho nó rung lên nha. Đây nè, quá dữ. Đây nè, thấy không mọi người? Đây là cận cảnh bắt con gì đây? Đây là con cua đá. Cua đá, quá bự luôn. Đó. Sao nó chưa khép lại? Ừ, đây nè, bây giờ đầu khép lại nè. Mình rà cho nó mới khép lại đúng không? Ừ. Rồi, giờ được rồi. Giờ nó đang kẹp. Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ vô đây tôi rà nó. Đây nè. Nó xuống nước là nó ấy lại nè. Nè, cua nè các bạn. Cái con cua. Đâu cua đâu? Trời ơi, cua. Đây nè. Ôi. Con này nó chưa chịu khép. Ôi, từ từ. Ôi, nguy hiểm. Con này có thể gây nguy hiểm chết người. Nó kẹp là trời gầm không nhả đó. Cảnh giặc hữu tình. Vô. Đây nè. Quá êm. Đây đừng cắn tao nha mày. Bự lắm anh. Viên, có cua chưa? Rồi, nghe bác Quy đồn bên làng bên là chỗ này có cua nha cả nhà. Ê, không phải, bà Khía. Bà Khía. Ui, con gì? Bà Khía. Bự quá. Đừng để sống bác Quy ơi. Đây. Quá dữ rồi. Quá dữ quá to rồi. Đúng là bác Quy nhà nghề có khác mà. Bắt cua đâu chúng đó. Một con bà Khía. Con này nó sẽ như thế nào đây, bác Quy? Nó cũng giống như là bác con cua vậy đó. Nó chút nữa đi cho mọi người thấy cái màu sắc của nó như thế nào ta. Lần đầu tiên mình thấy luôn á. Đây nè. Con này nó khác với những con khác là cái cạnh nó màu tím. Người ta kêu là con này là con nha mọi người. Chùa u á. Gọi là bà Khía nè. Ừ. Nó có một cái màu xanh rất là đẹp. Đây nè, màu tím. Đây là tím thủy chung. Tím thủy chung với màu xanh. Tím thủy chung đó. Bây giờ không có gì để nhét, nó chắc là sẽ dùng cho một cục đất. Cho nó nhét chung với con này đi, cho nó chung với con này. Nó mình chạy không biết. Không có, gặt ngửa nó lại không sao đâu. Rồi, vậy là mình đã được 3 con rồi bác Quy. Quá dữ rồi. Cá thời lầu thì chưa thấy đâu mà thấy cua với với nha rồi tùm lum rồi đó. Nói vậy cũng êm rồi đó. Con nhỏ. Cái này hôm nay Viên sẽ đi theo học hỏi. Lần sau Viên sẽ tác nghiệp thực tế để Viên móc mấy con cua ra cho quý vị coi nha. Lần này Viên sẽ đi theo để học hỏi các bác này. Lần sau các bác này sẽ quay và Viên sẽ móc phụ. Chế mệt quá mấy đứa ơi. Mệt quá anh. Trời ơi, đem cái vỏ đi giống mấy cha đòi nợ quá. Rồi tới luôn rồi, ông kia tới luôn rồi. Không có tét háng. Tét háng đứa. Cái gì vậy? Rách đáy luôn rồi. Cua đá. Đã vậy. Trời ơi, thì có ăn cho bập thay và đi không nổi thì bởi vậy tao nói. Ê. Nhẹ nhàng thôi nha. Rồi lộ nguyên đàn luôn rồi. Xong rồi. Mấy đứa này thiệt tình. Trời đây cho em coi thu hoạch anh đang trên đường đi. Dữ vậy. Thu hoạch được những gì? Thôi vậy anh. Thôi vậy coi. Vậy? Ốc. Ôi, ốc len, ốc len. Ốc len nè. Ốc len. Ốc len nữa ta. Ốc len nè, các bạn ơi, tí nữa đi thu hoạch ốc len luôn rồi. Em xè tay ra đi, anh cho con này. Ê, đừng anh. Rắn là gì vậy? Thôi anh. Xè tay đi. Anh bình tĩnh đi thôi, đừng. Anh ơi em té thôi à. Thôi. Cái con lạ lắm. Cái con này con gì? Con trứng nước. Hả? Trứng nước. Cái con này bốc ớn quá, nó nhìn trơn trơn, trứng nước. Là cái con gì? Rồi các bạn nếu mà ai biết cái con này là con gì các bạn trứng nước. Comment phía dưới. Cái này nó giống như con bạch tuộc, nó hơi nhỏ nhảo. Giống như con sứa rồi đó. Nó giống như con sứa vậy đó các bạn. Ê, nó có cái đây nè. Như là cái con sứa chú biển gì. Giống như là con sứa vậy đó. Cái con này ăn được không ta? Em nghĩ là những thứ lạ quá chúng ta nên thả về với thiên nhiên đi anh. Bỏ đi. Bỏ ra. Hồi nãy hả? Không, bỏ xuống dưới nước này cho nó cắn mình chơi. Hả? Vậy đây này hả? Thấy là bắt luôn. Rồi. Rồi thì mình còn mà có vài lửa nữa mình sẽ đi tranh thủ cắm. Chút xíu nữa giờ em sẽ đi theo Quy coi có cua có gì không ha. Dạ. Rồi ok. Em sẽ đi đâu nè. Anh Hiếu sẽ lên đây. Chế đi nha Bích. Rồi dưới con câu luôn rồi. Nè thì chế nè. Rồi dưới luôn. Dưới đây lửa nữa. Ây da. Nè thì chế. Nè thì chế nè. Rồi bây giờ tiếp tục cuộc hành trình sinh tồn trong rừng đước các bạn ơi. Còn mong là hôm nay sẽ có những sản vật quý giá của thiên nhiên kỳ lạ lùng nhất để giới thiệu đến cho quý khán giả coi nha.
Ý ở đây có con ốc hay gì nè các bạn. Nhìn thấy có con ốc nè, cha dưới gốc bự lắm. Nè. Nó luôn nè. Đây nè, đây có con cá nè. Tao bắt quỳ rồi. Gì? Gì vậy bác? Ốc kìa. Đâu. Nó đeo vô mà chùm lên. Trời. Nè. Con gì nè? Nè. Cái con ốc hồi nãy nè các bạn. Mình tạm gọi nó ốc gai nha. Không biết có đúng không, tí về rửa coi thử. Nè. Úi trời. Quá trời luôn. Một ổ luôn các bạn ơi. Đó. Này bèo lắm, nhìn vậy chứ khoảng 50 con á. Ừ. Chuyện gió quá rồi. Trời ơi, ở đây muỗi rừng nó cắn. Cắn nổ da dịch luôn á trời. Vậy là phải nhìn trên mấy cái thân cây rồi mấy bác ơi. Ui dồi. Quá dữ rồi. Ở chỗ mấy bác, có bác nào có cái con này thì cho mình hay nha. Đôi khi tùy nơi mà nó có cái tên gọi khác nhau đó các bác. Bác Huy đã phát hiện ra một con kiến lửa. Đây nè. Để cho mọi người nghe cái tiếng. Nè. Khi mà bác Huy sẽ có một cái cây, bác Huy chọt vô, nó trúng cái mai của nó sẽ kêu. Đó, cái âm thanh như vậy. Ok, rồi bây giờ mình bắt ra. Bác Huy biết bắt không, để mình bắt cho. Rồi dính vô em mũi luôn rồi. Khiêu giống. Khiêu ai? Nè. Ủa không nổi, làm gì? Lấy tay, Khiêu lại đi. Lấy khẩu trang được không? Đó. Coi. Khẩu trang nó sạch hơn, cái tay này nó ướt nó dơ nữa à. Được không, tôi móc ra cho. Đừng bánh đậu. Bữa sau đi rồi phải bỏ hết những dụng cụ nè nhà. Đeo nó rườm rà quá. Nè, em nghe tới nè. Em nghe tới nè. Đây các bạn, to lắm. Nhìn nè các bạn. Từ từ. Nó kẹp bắt chưa? Vậy là biết cách bắt rồi đó ha. Gần thọt cây vô mấy cái lỗ mà nghe sột là có hàng. Lên hàng trắng phao liền. Con này nửa ký. Con này nó cho bộ là nó rất là già. Nên nè. Cái càng nó phèn nè. Con này là cúm hay gì đây? Nó cua đá. Cua đá. Ừ. Dùng miền ở đây, địa phương ở đây người ta kêu là con cúm. Trời. Nè, bỏ vô túi đi. Bác Huy đang chụp con gì vậy? Chụp ếch à? Tôm. Tôm nữa. Quá, con này tôm hùm nè. Bự lắm cả nha. Ôi, đừng sảy nha. Bự lắm. Hôm nay là theo bác Huy nói là tôm đất các bạn ơi. Ui, trời ơi. Hú hồn chim máng xém ngửa mắt rồi. Bỏ vô bao thôi. Đi tiếp. Bỏ vô túi càng khô. Trời quá trời á. Tôm càng xanh rồi cũng được chục con rồi đó. Tôm càng xanh nhiều lắm. Rồi là lên uống nước đi, tí bọn tôi lên liền á. Đang săn bắt mà nghỉ mệt vậy? Con nghe bác Quỳ nói không? Nè, mới một bao luôn rồi. Đó. Đúng rồi, có tầm 20kg rồi đó. Trời. Bác tao khuya nghỉ ăn luôn chứ ăn gì nữa. Rồi, nghe bác hàng xóm đồn là có ốc len các bạn ơi. Viên đã bấm máy quay liền cho các bạn coi đây. Đây nè, đây nè, nó đang bò luôn nè. Đây. Để Viên quay coi. Nó đang bò lên luôn nè. Có cái đường. Nè cả nhà. Nè. Con ốc len nó đang bò theo cái đường để đi lên nè cả nhà. Đó, nó tới đây. Rồi cái đây. Cái nó bay qua đây. Đó, nó bay vô đây. Nó cũng được, nói chung đường bay cũng tốt á. Đường bay quá. Hôm nay số nó cũng hên á. Wow. Bự lắm. Hãy đến với em đêm này. Cho nó không búng được nhỉ. Wow, con này bự lắm các bạn. Con tôm bầu này nè, dùng để câu cá ngát là bét con mình là nhà luôn á. Rồi cho vô vỏ thôi. Con này to lắm. Cả nhà. Cũng được 500 phân. Chém quá chém. Không bắt được con gì bự nên chém. Đâu? Viên đến đây. Viên đến với Quy đây. Ốc này người ta nói ăn giòn lắm. Tưởng ta nói ăn chết chứ. Hú hồn chim mén à. Con gì vậy bác? Ốc này nè, ốc lạ lắm. Cho coi coi. Ui, con này quen lắm cả nhà. Nhưng mà không nhớ tên. Con này bự lắm nè ha. Đây. Cả nhà biết con này là con gì bình luận phía dưới cho mình biết nha. Mấy anh em cũng đi rừng cũng Viên của mấy đi rừng lần đầu cũng không biết. Nhưng mà sao cảm giác cái này có cái vỏ không cha? Cháu Huy, có cái vỏ không vậy? Nói vậy đó. Phải không? Rồi tí nữa kiểm tra hộ khẩu nó sao. Ở dưới đây đi. Con nè, chà bá luôn. Wow, con ốc gai chà bá như con cá luôn các bạn ơi.
quá dữ rồi, để mình rửa. Wow, to lắm, to hơn mặt ông nội đây luôn rồi trời, quá dữ rồi. Vô sao nãy giờ tôi chưa bắt được cái gì, mấy cha bắt được dữ vậy, nãy giờ đi chưa thấy con nào cả nhà ơi, buồn quá buồn rồi, không biết có con gì không nữa, chán ghê vậy cả nhà. Con gì đây? Ui ui ui, được một con tôm cả nhà ơi. Ui trời trời, đẩy vào mới bắt được con nào. Ui trời trời, sướng trong người, tê tái tê tái. Một con tôm hùm cho cả nhà, viên bắt chỉ có tôm hùm cho lên thôi, không có bắt tôm đất nha cả nhà. Quá sướng rồi, lại được một thành quả nữa cả nhà. Cuộc sống tôi sao mà thăng hoa dữ vậy. Đâu đâu đâu, tới đây bác Quy ơi, bắt đừng manh động. Chim sẻ hả? Tôm thẻ. À tôm thẻ, tưởng chim sẻ hú hồn. Chim chim sẻ đâu, dưới nước. Chà to nè, sao mấy cha bắt được hay vậy. Cho tôi xin đi. Ủa con này to lắm cả nhà, bự hơn mặt của bác Quy luôn. Nè bác, bỏ con này vô cho tình cảm nó lên luôn nè. Câu này có vẻ rất là to luôn ấy. Sướng, sướng, vô. Con gì vậy? Ui, ui. Gì vậy? Từ từ, từ từ, từ từ. Ui, ui. Nghe bác nói là con bé bự lắm. Bác Quy đang chụp khí thế. Ui, 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 ui. Được không, được không? Wow, quá dữ rồi. Đây cả nhà, to lắm. Ui, còn hả? Đây cả nhà, à, trong quá trình bắt con tôm này mình phát hiện ra một cái bằng này cả nhà. Cái bằng này để nấu canh chua rất là ngon nha cả nhà. Không biết từ đâu nó rụng xuống nữa. Cái trên này có cây bằng. Đây tịch thu luôn nha cả nhà. Bỏ vô luôn. Nè bác ơi, mình bỏ vô nha. Có tôm ở đây, hình như khu này tôm nhiều nè. Tôm nhiều. Ê, lụm lụm. Ê, ê. Ê, ê. Nhiều lắm. Rồi. Tôi xuống với anh rồi đó. Ui. Cái đây. Được không, được không? Ui, tôm to không? Ui, quá dữ rồi. Ngày sống luôn chứ. Quá ngon bác Hiếu ơi. Toàn hàng thứ dữ không bác Hiếu? Bác Hiếu với chúng ta đó, tắt mồ hôi sơn nước mắt rồi đó. Nãy giờ anh em đi bắt cá tôm cua, còn mình đi câu cạch rồi. Bây giờ mệt chưa? Mệt rồi đó. Thấy em chưa mệt đâu, cái mặt xanh lè mệt. Hết máu rồi còn đâu mệt. Nãy giờ là đảm bảo với anh là đây là gồng cân ngực cái gì thắt cơ mông luôn rồi đó. Chịu nổi. Lâu mình đi. Trải nghiệm sướng ha. Để bỏ vô này cậu. Biết khổ cực với người ta. Đúng rồi. Anh coi mấy con ốc đó là con ốc gì anh Hiếu? Ốc nào? Bác Hiếu coi thử con ốc. Đâu trời đất ơi. Hình như là ốc gai hay gì bác Hiếu. Hả? Ốc gai hay gì á. Coi chừng nó kẹp nha. Nãy giờ thu hoạch ra đây. Ốc này hả? À. Ốc nó có gai gai á. Trời ơi con ốc này, em không biết luôn. Ốc gai hay ốc kế? Em biết không? Không. Quý biết không? Em biết ốc này không? Không. Trời ốc này mà không biết gì trời. Con ốc chứ gì? Anh cũng biết luôn. Con nghĩ luôn. Dẹp dẹp luôn đi. Anh em mình đang trên đường di chuyển vào đất liền này cả nhà. Ở đây bốn phương là rừng rú cả nhà ơi. Bốn phương là rừng luôn. Cái này mà đi mà nếu bị lạc chắc chết trong này luôn cả nhà. Cái này đi theo những người có kinh nghiệm nha cả nhà. Nếu mà mình không có kinh nghiệm á, đi vào đây nó sình lầy rồi không biết đường ra nữa, rất là khổ luôn. Như vậy mới biết được những người săn bắt người ta mệt như thế nào đó cả nhà. Các bạn ơi, trên đường đi ra thấy một quả dừa nước nè. Bác Quy, quả này có ăn được không? Cái này ăn được. Nhưng mà bắt đầu phải chặt mới được. Có dao không? Có dao chặt mới được. Không có là không ăn được. Nó hơi già vậy. Bữa này nó hơi già rồi. Hơi già rồi hả? Yeah. Lần sau chắc anh em mình đi sẽ đem theo một cái dao. Rồi có gì khát nước được mình quất luôn. Cái này khá là bự các bạn. Các bạn nhìn nè. So bàn tay của mình nè. Theo bác Quy với bác Hiếu nó là già rồi. Nên thôi chúng ta sẽ bỏ qua. Lần sau sẽ bắt. À lộn quên. Dừa này đâu bắt, trái kia chắc non nè. Bác Quy ha, cũng già luôn hả? Mình sao xác định được nó già hay non vậy? Sao xác định được nó già hay non? Thì đó nhìn là biết rồi. Ok, vậy chắc là cái mắt của nó nhỏ đúng không? Rồi sẽ ra tới đường đó nha. Quá sướng rồi, mệt bác Quy. Mệt. Rồi cả nhà ơi, thì sau khoảng thời gian cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ á, anh em mình lội trong khu rừng hồi nãy đó, sình lầy rồi các kiểu.
Thì bây giờ cũng đã lên được trên đường rồi cả nhà. Bây giờ chắc anh em mình cũng phải nghỉ ngơi, uống nước, ăn bánh các kiểu để lấy sức lại rồi đi thăm cá thòi lòi tiếp nha cả nhà. Cả nhà đừng rời màn hình nha. Rồi, mấy anh em đang phía trước kia. Rồi. Hello các đồng chí. Rồi, mấy anh em đã vất vả rất là nhiều rồi. Chúng ta làm miếng bánh miếng nước chơi đi. Rồi. Hình như là mất hai chai nước đúng không? Hồi nãy anh em uống trước rồi đúng không? Chứ nó ngại là đem đủ mà, chứ để anh em rồi kêu sau bốn người đem hai chai giờ, nước. Bây giờ một hai người uống một chai đi, tại vì nãy uống trước hết hai chai rồi. Hả? Ok, bây giờ cái vấn đề nước không sao hết. Bây giờ mình coi qua cái này đi. Này vui à nghe. Quá trời thứ luôn. Sau đợt một thì khá là nhiều hải sản đó cả nhà. Hồi nãy anh đi á, đi câu cá, anh em bắt chưa có biết cái con gì trong đây. Dạ. Đây, hình như là tầm lâm lội luôn. Quá trời thứ luôn cả nhà. Cái này là con cúm nè, con này thì cực kỳ ngon. Mà nó cắn một cái thôi, trời gầm chưa nhả luôn. Trời gầm là không nhả luôn hả? Không nhả luôn. Theo em được biết con cúm này người ta chỉ lấy cái càng không thôi đúng không anh? Hay là mình ăn cả con luôn được? Không, nó vẫn chắc nhưng mà dạ. cái này nó nhỏ lắm, nó không được thịt nhiều. Dạ. Mà chỉ nó cặp càng của nó. Quá dữ nhưng luôn. Nó có gạch đó nha, như cua luôn không? Thế em nghĩ con này nó cũng còn nhỏ chưa bự lắm anh ha? Không, nó chỉ lớn hơn chút xíu nữa thôi, chứ không chút xíu nữa hả? Ừ. Hình như là nó cũng có nhiều khi nó con năm. Nhiều con nó nói chung là đi tập gym. Nó to hơn đúng không? To hơn. Bình thường thì cái cỡ này là đồ thiên nhiên mà cả nhà. Còn cái này không có to có nhỏ. Cái con này là chủ ủ hay là ba khía nữa nè, nó màu tím nè. Con này phải giữ nè. Chủ ba khía ba em. Chủ hả? Đây là chủ ủ. Con này nó tím rịm cả nhà, tím rịm tìm sim. Ở trong này chúng ta có ốc len nè. Này là tôm bạc. Chúng phải ta không? Có cái ốc len nè. Con này tôm bạc. Tôm thẻ, tôm bạc. Tôm thẻ, tôm bạc gì đó. Đó. Còn con ốc này thì anh em không ai biết luôn. Cái này theo biết là đang nằm trong sự suy nghĩ, sự suy nghĩ. Nhưng theo bác sĩ chẩn đoán thì đây có thể là ốc gai và ốc khế không? Ừ, chắc nó ốc gai và ốc khế, hai con nó thấy giống giống á. Ốc gai thì nó ốc gai có gai, có gai. Có gai. Còn ốc này nó tương tự vậy thôi, nhưng mà hình như là thấy cái ốc này á, người ta cũng có mấy cái chỗ bán mà quán lề đường đó. Yeah. Quán ốc đó, họ cũng có lấy ốc mà bán nè. Ốc quẹo quẹo. Bên em mình nè. Nhưng mà mình không biết là ốc này nó tên gì thôi. Đợt 1 thì anh em thu hoạch được đợt 1 là hơi dữ dằn nha cả nhà. Đủ món ăn chơi luôn. Đủ món ăn chơi luôn, có cả tôm bầu nữa đó. Tép bầu á, tép bầu mà câu cá ngát thì bét luôn. Cực khổ lắm á, thấy là chụp liền đó. Thì quy chụp nè. Quá dữ. Anh em mình sẽ uống nước rồi sẽ đi đợt 2. Rồi. Thăm cá thòi lòi. Mời cả nhà ăn bánh luôn. Đây. Viên có đem theo một ít bánh gạo bởi vì hôm nay Viên đi xe máy để xe ở nhà rồi. Thì đi ra đây đi rừng rú thì đi xe máy cho nó nhẹ cả nhà. Đây cho chúng ta có mấy cái bánh. Anh em cứ tự nhiên. Bác Quy, bầu dưỡng sức khỏe liền Bác Quy ơi. Cảm ơn. Đây có bánh gạo, đây có nước đây. Anh em cứ chị cầm máy anh sẽ cho ăn bánh này ha. Thôi được rồi, em hả? Thôi được rồi, anh đưa đây. Rồi, Viên mời cả nhà nha, một miếng ăn chơi cho đỡ buồn. Đây bánh gạo nè. Bầu dưỡng. Ăn bánh này luôn đi. Rồi, mời cả nhà. Đây. Mời tất cả mọi người nha. Đuối quá. Quá ngon. Ngày hôm nay là một ngày khá là vui luôn á. Miếng bánh trải nghiệm lâu dữ lắm rồi không có xuống mà gần ngập mặn mà lội mà bắt cua rồi miếng bánh nha. Quá dữ rồi. Bánh gì sô cô la ta. Đến bánh này bánh sô cô la. Quá sướng rồi. Ha. Anh nha. Ngon. Thì con mình con mắt phê phê, con mắt. Anh em mình sẽ ăn để nạp năng lượng rồi tí nữa sẽ đi thăm cá thòi lòi chia sẻ tiếp cho cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã coi tới giờ phút này nha. Một xíu sẽ gặp lại cả nhà. Oh yeah. Ủa con này nữ, con này nữ. Hả? Hàng khủng. Hàng khủng, hàng khủng. Em chưa đào được con cá luôn. Trời ơi, nó gấp đôi, nó gấp đôi cá nãy luôn á. Con này đại học rồi. Viên, viên, viên lại vậy, trải nghiệm viên. Chào cho em cái kéo qua đây. Em xử nó đi. Quá dữ rồi. Cầm cầm mấy cái. Em này cầm lên. Quá. Mọi người, đây cả nhà ơi, cần cảnh nè cả nhà. Đó. Nó dính cầu. Trời ơi. Nãy chắc không cắn gì đâu ha. Không. Bóp vô, bóp vô. Đây cả nhà. Thấy chưa bự chưa? Ôi nó bự. Em cắt cho sâu vô con kia đi. Cái hôm sau cũng nhỏ hơn kia đi. Đây cả nhà. Đó, nó cũng dài một khúc luôn. Đó, ngon nè. To luôn á. Quá sướng rồi. Con to lắm nha. Wow. Nè cả nhà ơi. Nó lên bờ nó dính sình thấy ghê ha. To hơn mặt anh Hiếu luôn rồi. To không? To lắm. Trời mặt anh Hiếu sao trắng quá vậy? Mấy thẩm mỹ à? Trời. Hôi ra mà cay mắt luôn á coi. Đây. Anh đừng đi tiếp anh đây coi. Anh dìu em về. Anh dìu em về đường về nhà em. Tôi lắm mất thôi bà. Ôi, cay quá hát nổi rồi. Đây. Trời ơi, chạy hết rồi.